Minasan, konnichiwa. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh tiếng Nhật cùng anh Sensei. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau dự đề thi GPT N3 tháng 12 năm 2023, phần thi Mojigoi. Đầu tiên là modal 1, cách đọc của chữ Hán. Câu 1 này. Sumimasen, shimaimashita. Phần được gạch chân, các bạn thấy đây là chữ O. Như vậy, chữ O sẽ đọc là gì trong trường hợp này? Sẽ đọc là yogoshite. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 3. Có nghĩa là gì nhỉ? Có nghĩa là bẩn đúng không? Xin lỗi vì đã làm bẩn. Chữ ô này nhá, các bạn sẽ có âm kunyomi đọc là kita trong từ kitanai này. Đây cũng là một chữ Hán tương đối là hay gặp, có thể người ta sẽ hỏi lại các bạn. Âm kunyomi tiếp theo nó đọc là gì đấy nhỉ? Đọc là yogo, ví dụ trong từ yogo đê đự. Tự động từ có nghĩa là bẩn. Và trong trường hợp này là tha động từ yogosu có nghĩa là làm bẩn. Âm ghép sẽ đọc là o. Thật ra thì chữ o này còn có cách đọc khác nữa, cách đọc âm cương khác nữa, nhưng mà những cách đó thì chúng ta sẽ để sau này học ở cấp cao hơn nhé. Còn ở cấp mà N3 thì chúng ta học những cách này. Ví dụ các bạn có trong từ ô xem là từ ô nhiễm. Số 1 đọc là kowashite, chúng ta sẽ có chữ hoại đúng không? Có nghĩa là làm hỏng này. Số 2 okoshite. Okoshite là chữ khởi, có nghĩa là gây ra hoặc là đánh thức. Số 4 nokoshite. Nokoshite là chữ tàn, có nghĩa là để lại. Câu số 2. Tại cực nhị. Nanani ga hai te kimashita. Từ được gạch chân là chữ tuyển và chữ thủ. Thì các bạn biết rồi, chữ thủ sẽ không có trường âm. Như vậy chúng ta loại 2 và 4. Còn 1 với 3 thì chữ tuyển sẽ đọc là sen. Như vậy chúng ta chọn là sen siêu. Chúng ta lựa chọn phương án 3. Từ sen siêu này có nghĩa là tuyển thủ hoặc là vận động viên. Các vận động viên đã đi vào, tại cực đã đi vào nhà thi đấu. Chúng ta có senshu là một từ chúng ta rất là quen rồi đúng không? Từ này có nghĩa là tuần trước này. Zenshu có nghĩa là toàn tập. Các bạn có cái chữ tuyển nhá, nó sẽ có âm kunyomi đọc là era. Trong từ erabu là lựa chọn. Còn âm ghép sẽ đọc là sen, ví dụ trong từ senshu này. Tiếp theo chúng ta có câu số 3 này. Câu số 3. Tsugi wa nani ni kite kudasai. Từ được gạch chân là chữ nguyệt và chữ mạt. Như vậy là chữ nguyệt sẽ đọc như thế nào? À, chữ nguyệt có cách đọc là gatsu và getsu, nhưng mà trong trường hợp ghép âm ấy nó đọc là getsu. Chữ mạt sẽ là matsu. Vậy thì chúng ta sẽ lựa chọn phương án 2, getsumatsu. Getsumatsu có nghĩa là cuối tháng. Có nghĩa là lần tới thì hãy đến vào cuối tháng. Các phương án còn lại thì không tồn tại. Cái chữ mạt này các bạn lưu ý này, nó sẽ có cách đọc là mát sự. Đấy, ví dụ ngoài từ ghét mát sự thì các bạn có thể nhớ trong từ siêu mát sự là cuối tuần. Hoặc là nêm mát sự là cuối năm. Còn âm ghép của nó đọc là sư-ê, ví dụ trong từ sư-ê-cô. Này, sư-ê-cô là con út. Rồi chúng ta sang câu số 4 này. Hako no nani wo yoku mite kudasai. Cái chữ Hán này thì hơi khó với N3. Cái chữ Hán này thật ra là được coi là kanji N2 thì hợp lý hơn. Chữ này là chữ lý, sẽ đọc âm kunyomi là ura. Hãy nhìn gì nhỉ? Hãy nhìn kỹ. Đấy, cái mặt sau của cái hộp. Như vậy đọc là số 1 nhá, ura. Số 2 đọc là ô cự mà là danh từ ấy thì nó là chữ áo. Có nghĩa là ở sâu này, bên trong hư tà. Này là cái nắp này. Yoko là bên cạnh. Câu số 5. Kono machi no nanani ni tsuite hanashi o kiita.
Tôi đã nghe câu chuyện về cái từ được gạch chân là chữ sản, chữ nghiệp, đúng không? Từ này sẽ đọc như thế nào? À, chúng ta sẽ có sản sẽ đọc là san và nghiệp là ghiều. Như vậy chúng ta chọn phương án đúng là phương án số 4. Sang ghiều có nghĩa là cái ngành công nghiệp, cái ngành nghề, cái ngành sản xuất. Tôi đã nghe câu chuyện về ngành sản xuất của thành phố này, của thị trấn này. Các phương án còn lại các bạn có số 2 này. Đọc là giang điều thì là một từ quen thuộc rồi, đó là chữ tàn và chữ nghiệp có nghĩa là làm thêm, làm tăng ca. Sô ghiều thương nghiệp nhá, có nghĩa là ngành thương mại. Chữ sản ấy nó sẽ có âm khư nhomi đọc là ư, ví dụ trong từ ư mự. Đây, ư mự có nghĩa là đẻ trứng. Còn âm ghép đọc là san, chữ nghiệp đọc là ghiều. Tiếp theo câu số 6. Câu số 6 này. Ashita no nanani wa yasumi desu. Từ được gạch chân sẽ là chữ chiều và chữ san. San ở trong tiếng Việt mình sẽ có trong từ ví dụ như là tuần san ấy, có nghĩa là báo nó ra theo tuần. Thì ở đây chữ chiều là buổi sáng và chữ san là tượng trưng cho được phát hành, được in ra báo chí. Đây là báo sáng. Báo sáng mai thì sẽ không có, tức là người ta không phát hành, sẽ nghỉ đấy. Vậy thì chữ chiều sẽ đọc là chô, đúng không? Chúng ta sẽ loại trừ phương án 3 và phương án 4, không phải là chiêu nhá. Chiêu sẽ là chữ chú là buổi trưa, còn buổi sáng phải đọc là chô. Còn chữ san sẽ là càng. Như vậy chúng ta lựa chọn phương án số 2. Chô càng là báo sáng này. Các bạn có chữ chư càng ở đây là chữ chung và chữ ra. Tiếp theo chúng ta sang câu số 7. Sono hanashi o kiite Nakamura-san wa nanani so desu. Từ được gạch chân ở đây là chữ đoạn hoặc là đoán. Nghe câu chuyện đó thì nghe nói anh chị Nakamura đã từ chối, vậy thì từ chối sẽ đọc là kotowatta, đúng không? Kotowaru. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 4. Đây là chữ đoạn hoặc là đoán này, sẽ có âm khư nhomi là kotowaru, có nghĩa là từ chối. Và âm ghép đọc là dan. Ví dụ các bạn sẽ có trong từ gì nhỉ? Có trong từ handan chẳng hạn. Handan là phán đoán, đánh giá. Hoặc là trong từ đan giết sự đoạn tuyệt. Tiếp theo chúng ta sang câu số 8 nhé. À từ từ xin lỗi. Xem qua một chút các cái phương án còn lại để ôn luôn này. Kowagata. Động từ kowagaru sẽ đọc thành thể tà là kowagata. Chữ Hán là chữ bố, có nghĩa là sợ hãi này. Ayamata. Ayamata sẽ là chữ tạ, có nghĩa là xin lỗi, hoặc là chữ ngộ, có nghĩa là sai, đúng nhỉ? Utagata là chữ nghi, nghi ngờ. Câu số 8, câu cuối cùng của môn đề 1. Ashita wa niji ni nanani ni atsumatte kudasai. Các bạn lưu ý, các bạn thấy ở đây người ta gạch chân chữ quảng và chữ trường. Cả hai chữ này đều là kanji N4 mà người ta lại hỏi ở trong phần chữ Hán N3. Thì thông thường những cái trường hợp mà người ta hỏi những cái kanji N4, N5 ở trong phần kanji N3 ấy, thì rất có khả năng người ta sẽ dùng cái cách đọc nó tương đối là khác. Bình thường thì hai kanji đặt cạnh nhau chúng ta hay đọc là dưới dạng âm ôn đúng không? Các bạn có chữ quảng đọc là cô, ví dụ trong từ quảng cáo chẳng hạn. Chữ trường đọc là dồ, ví dụ trong từ hội trường Kaijo nhá. Và các bạn nghĩ vậy, các bạn sẽ chọn 4 là cô dồ. Nhưng mà không phải, trường hợp này nó sẽ đọc đặc biệt. Nó sẽ được đọc là âm cương và âm cương. Hiroba, chúng ta lựa chọn phương án số 1 là phương án chính xác. Đấy, các bạn lưu ý khi mà người ta cho những cái chữ Hán, khi mà cả hai chữ Hán ghép vào với nhau ấy đều là kanji của N4 và N5, thì rất có khả năng người ta sẽ dùng cái cách đọc đặc biệt. Đấy, lưu ý. Ngày mai
thì hãy tập trung ở hội trường vào lúc 2 giờ. Đáp án đúng chúng ta sẽ là số 1. Ở đây có từ cô dồ này là chúng ta sẽ dùng từ mang nghĩa là công trường đúng không? Nhà máy. Rồi chúng ta sang môn đai số 2 là môn đai nhận diện mặt chữ. Câu số 9 này. Sugi no eki de orimasho. Vậy thì đọc là oru orimasho có nghĩa là xuống đúng không? À, hãy xuống ở ga tiếp theo. Như vậy thì chúng ta phải dùng cái chữ Hán nào? Số 1. Đây là chữ đình. Chữ đình sẽ không có cách đọc là oru. Oriru đúng không nhỉ? Sai này. Chữ đình chúng ta phải đọc là torimasho đúng không? Đấy. Xin lỗi, tomaru chứ. Tomarimasho nhá. Tomarimasho. Đây. Nó sẽ ra chữ đình này. Đọc là tomari. Đây, đánh theo dạng động từ nguyên thể. Số 2, đây là chữ thừa lên xe, từ này phải đọc là noru, norimasho đúng không? Số 3, chữ dáng. Đúng rồi, oriru. Và số 4, đây là chữ di. Chữ di này đọc là utsuru. Di chuyển. Đúng đây phải là sao bằng chữ dáng này ấy, sẽ có âm kunyomi là ô, ví dụ trong từ oriru là tự động từ này có nghĩa là xuống, oros là cho xuống. Ngoài ra còn đọc là phư, ví dụ trong từ phư các bạn rất là quen rồi, có nghĩa là rơi đúng nhỉ? Mưa rơi, tuyết rơi đấy. Âm ghép của nó đọc là cô nhá. Ví dụ chúng ta có trong từ ca cô ấy. Đấy. Hạ dáng. Rơi xuống đúng không nhỉ? Chúng ta có câu số 10. Itsumo shichiji ni wa kitaku shiteiru. Kitaku. Thì sẽ là chữ gì? Kitaku có nghĩa là về nhà. Tôi luôn luôn về nhà vào lúc 7 giờ. Thì chúng ta sẽ cần chữ quy và chữ trạch đúng không? Vậy thì chúng ta xem câu 1 này. Đây là chữ trước. Chữ này mặc dù có âm kunyomi đọc là kiru, có nghĩa là mặc, nhưng mà nó không phải loại, không phải một. Số 2 là chữ gì đây? Số 2 là chữ quy và chữ thất. Thất phải đọc là shitsu, không phải. Số 3 là quy trạch, kitaku đúng rồi. Số 4 là trước và thất, không phải nha. Đúng đây phải là samban, quy và trạch. Câu số 11 này. Yasai o komakaku kite kudasai. Komakai là nhỏ, lẻ. Câu này là hãy cắt rau nhỏ ra. Vậy thì chúng ta sẽ dùng chữ nào? Số 1, các bạn thấy đây là chữ gì đây? Đây là chữ giác. Chữ giác này nó sẽ không tạo ra tính từ kiểu này nhá. Cái chữ này nó sẽ có thể đọc dưới dạng là kado, là cái góc, hoặc đọc là tsuno có nghĩa là cái sừng đấy, chứ không đọc như thế này, không đọc là dưới dạng tính từ. Tiếp theo số 2, đây là chữ bình. Chữ bình này sẽ có âm kunyomi, sẽ có hai âm kunyomi. Thứ nhất nó sẽ đọc là tai trong từ tairana đấy, tairana có nghĩa là bằng phẳng đúng nhỉ? Hoặc là có thể đọc là hira, ví dụ động từ hiratai. Có nghĩa là dẹt đấy. Số 3, đây là chữ hoàn. Chữ này nếu mà âm kunyomi nó phải đọc là maru trong từ marui, có nghĩa là hình tròn. Vậy chỉ còn đúng là 4. Chữ tế. Chữ tế này sẽ có hai âm kun. Komakaku, komakai và hosoi, hosoi này âm ghép sẽ là sai, ví dụ trong từ shosai.
sai có nghĩa là chi tiết. Hồ sôi có nghĩa là gầy hoặc là thon dài. Câu số 12. Hōritsu wo mamotte kudasai. Hãy tuân thủ. Hōritsu là hán tự sẽ là chữ pháp và chữ luật. Vậy chúng ta xem cái nào là pháp luật nhé. Số 1 này, pháp và luật. Đúng rồi, chọn luôn được 1. Số 2 là pháp và gì đấy? Chữ Hán là chữ pháp và chữ tắc. Thì chữ này phải đọc là hô số cự. Hô số cự, chứ không phải là hô đi sự. Số 3 là quy và tắc. Cái này phải đọc là gì nhỉ? Cái này phải là ki số cự. Đấy. Và số 4, chữ quy và chữ luật. Cái này phải đọc là ki ri. Tất cả các phương án số 2, 3 và 4 đều tồn tại. Nhưng mà cái cách đọc của nó không phải là hô đi sự nhá. Đúng ở đây chỉ có số 1 là phù hợp thôi. Hãy tuân thủ pháp luật. Câu 13. Fukuro no naka wa kara de shita. Ở bên trong cái túi ấy thì nó kara de shita, gọi là nó trống rỗng đúng không? Vậy thì chúng ta dùng cái từ nào? Chắc chắn là chúng ta phải dùng chữ không rồi, số 2. Là phương án chính xác. Một là chữ gì nhỉ? Một là chữ vô. Không phải, sẽ đọc là kara này. Hai đọc là kara chính xác rồi. Ba là chữ khuyết. Và bốn là chữ huyệt. Không phải. Đây đều là những chữ có thể hỏi ở trong phần N3. Cho nên chúng ta sẽ ôn lại một chút thông qua cái phần kiến thức liệt kê bên dưới nhé. Đầu tiên chúng ta có chữ vô. Chữ vô các bạn sẽ có cách đọc âm kunyomi. Đọc là na. Ví dụ âm từ nakunaru. Đây, nakunaru. Có nghĩa là mất đi này. Một cái món đồ gì đó. Nakusu. Làm mất, đánh mất. Hay là cái đuôi nai ấy, không có đấy. Cũng là chữ này nhưng mà thật ra ít khi người ta viết dưới dạng Hán tự nhá. Đấy. Còn âm ghép của chữ vô ấy, nó sẽ có hai cách đọc. Một là mư. Ví dụ các bạn có trong từ mư điều là miễn phí. Hay là gì đấy? Hay là mư đi vô lý quá sức. Mư game. Mư game đấy, vô hạn. Cách đọc khác là bư. Ví dụ chúng ta có từ bư đê. Hay là bư gì. Tiếp theo chúng ta có chữ không này. Chữ không này mặc dù là một kanji của N5, thế nhưng mà cách đọc của nó ấy, được sử dụng trong nhiều trình độ khác như là N4, N3, N2 đều có thể hỏi. Ví dụ chữ không này nó sẽ có cách đọc là a cự. A cự có nghĩa là trống rỗng. A keru là để trống, tha động từ của a cự. Còn có cách đọc là sora. Sora là bầu trời. Và biến âm là zora nhé. Ví dụ ghép vào ấy, thông thường những cái từ ghép âm cư với nhau sẽ đọc là zora. Ví dụ các bạn có từ amazora là bầu trời đổ mưa. Hay là từ aozora là bầu trời xanh. Tiếp theo nó sẽ đọc là kara. Đấy, ví dụ các bạn có trong từ karate này. Môn võ karate. Hay là trong từ gì đấy? Trong từ karapo, trống rỗng. Còn khi mà ghép âm thì chữ không nó thường đọc là cư. Ví dụ chúng ta có từ cư ki. Hoặc là cư cô. Không cảng, sân bay. Cư ki là không khí. Các bạn có số 3. Chữ Hán này là chữ khuyết. Chữ khuyết này sẽ được đọc âm kunyomi là ka. Ví dụ trong từ ka cự. Ka cự là thiếu này, khuyết này. Ka keru cũng là thiếu khuyết. Và ka ka sự cũng vậy. Mấy cái từ này nó nét nghĩa nó khá là giống nhau.
Còn âm ghép của chữ khuyết ấy, đọc là kết sự. Ví dụ chúng ta có từ kết tên, khuyết điểm. Bởi vì ghép với đằng sau là chữ điểm là bắt đầu bằng hàng ta đúng không? Tên. Cho nên nó biến âm thành kết tên nhá. Đấy. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc là trong từ xem từ này có không nhá. À, hiến hiến huyết nó ra ấy rồi. Nó ra là gì? Nó ra là hiến máu rồi. Khuyết có trong từ gì nhỉ? Kết tên là khuyết điểm này. CC muốn lấy một từ đọc là kết sự mà đang nghĩ xem nó có từ gì đọc là kết sự không. Rồi, tạm thời bỏ qua đi. Chữ số 4, đây là kanji N2. Đây là chữ huyệt, đọc là ana. Có nghĩa là cái lỗ. Còn âm ghép của nó sẽ đọc là kết sự. Đấy. Ví dụ chúng ta có từ vô kết sự. Vô kết sự mộ huyệt đấy, có nghĩa là ngôi mộ. Cái gì nhỉ? Cái phần mà mình đào xuống ấy để làm mộ ấy, để làm mộ để chôn cất ấy, sẽ dùng cái từ này. Rồi, chúng ta sẽ ôn kỹ một tí, hơi mất thời gian đến câu số 13 bởi vì là các chữ Hán nó quan trọng nhá. Câu 14 này. Kyo no kai wa 3000 en des. Kai hi chúng ta chắc chắn sẽ phải cần chữ hội và chữ phí. Như vậy sẽ chữ nào là hội và phí đây? Số 1 là hội và đây là chữ nhẫm, không phải cái này phải đọc là chin cơ. Sai, câu 2 là kai hi đúng rồi, ni bằng. Câu số 3 là hồi và phí, không phải. Câu 4 là hội và nhẫm, không đúng. Hồi và nhẫm không đúng. Tiếp theo chúng ta sang môn đai số 3 là môn đai từ vựng. Chúng ta cùng xem này. Quiz no kotae ga wakaranai no de nani ka nanani ga hoshii. Bởi vì tôi không biết cái đáp án cho quiz. Quiz là chữ chữ này các bạn nhé. Đây, quiz có nghĩa là câu đố. Bởi vì tôi không biết cái đáp án cho câu đố, cho nên là tôi muốn có một cái gì đó. Mọi người thấy người ta cho là tôi không biết đáp án, đúng không? Và tôi muốn có thì từ nào sẽ là phù hợp đây? Hinto là cái gợi ý, chính xác không? Đúng đúng không nhỉ? Hint là gợi ý nhé. Chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 1 là phương án chính xác luôn. Đấy, không phải là nói trực tiếp ra nhưng mà đưa cho tôi một vài cái thông tin đúng nhỉ, và tôi sẽ đoán dựa trên cái gợi ý đó sẽ được gọi là hinto. Số 2 này, số 2 là mana. Cái này là nó giống từ từ mana này giống từ etiketto. Đấy, có nghĩa là cái cách ứng xử, không phải. Số 3 là adoba Adores, adores là địa chỉ. Và số 4 là check cự là kiểm tra, check lại. Không đúng nhá, đúng đây phải là 1. Câu số 16. 100 năm sau thế giới sẽ như thế nào? Nanani shite mite kudasai. Thế giới 100 năm sau ấy, nó sẽ trở nên như thế nào? Thì hãy thử. Chắc chắn là chúng ta đoán được ngay. Với cái nội dung câu là thế giới 100 năm sau trở nên như thế nào thì sẽ phải là hãy thử tưởng tượng. Như vậy sẽ phải là số 4 đúng không? Sozo mới là phù hợp. Chúng ta có số 1, shochi. Shochi là hiểu biết, chấp nhận, không phải. Chúng ta hay dùng trong từ shochi shimashita. Nó lịch sự hơn, wakarimashita đấy. Không phải này. Natoku là chấp nhận, thấu hiểu, không phải. Kibo là hy vọng. Không chính xác. Đúng phải là 4. Câu số 17. Kesa gakko ni iku toki, haha ga beranda kara te o Nanani mi okutte kureta. Chúng ta có các từ người ta cho này. Khi sasite, atsukatte, futte và oshite. Câu người ta cho là sáng nay khi mà đi đến trường ấy thì mẹ tôi từ ở từ ban công, mẹ tôi cái gì đó tay và tiễn tôi. Này. Dấu hiệu là teo nanani và dùng để tiễn. Các bạn có từ đầu tiên sa-si-te, động từ gốc là sa sự có nghĩa là chỉ.
Cái từ xa sự này nó dùng trong việc là đồng hồ chỉ mấy giờ đúng không? Đấy, hoặc là chỉ cái nội dung như thế nào đó. Chỉ tay thì cũng có thể dùng được nhưng mà nó lại không phải là chỉ, chả ai nói là chỉ tay để tiễn cả, sai nhá. Câu số 2 là atsukau. Atsukau cái từ này nó có nhiều nghĩa, có thể mang nghĩa là sử dụng, có thể mang nghĩa là đối xử, xử lý, cung cấp vân vân, nhưng mà không có nghĩa nào là đi với lại từ đi với t được, đi với tay được, nên là chúng ta loại này. Số 3 này, phứt t, đây là động từ gốc là phứt, có nghĩa là vẫy tay, hợp lý đúng không? Mẹ vẫy tay để tiễn tôi. Số 4 là osteos là đẩy, nhấn, không phải. Câu số 18, Tanaka-san no heya wa hon ya fuku ga nani seri sarete ite kirei desu ne. Phòng của cậu Tanaka ấy thì sách vở và quần áo được sắp xếp như thế nào đấy này, rất là sạch sẽ, gọn gàng. Vậy thì chúng ta dùng cái phó từ nào? Hakiri là rõ ràng. Thông thường từ hakiri hay đi với lại là hiểu rõ đúng không? Nhìn rõ, mieru, hay là nhớ rõ, oboeru, chứ không dùng với lại từ seri nhá. Narubeku là nó giống từ dekiru dake, có nghĩa là hết mức có thể, cố gắng. Thông thường đi kèm với nó sẽ thường là những cái diễn tả, cái yêu cầu làm gì đó. Đấy. Ví dụ narubeku chanto, narubeku chanto seri shite kudasai, là bạn hãy cố gắng là sắp xếp cẩn thận nhất có thể. Nó sẽ cần thêm đi với tính từ hoặc là những cái phó từ diễn tả mức độ khác. Đây không phù hợp này. Số 3, số tộ là lặng lẽ, nhẹ nhàng, không phải. Đúng đây phải là số 4, kichin tộ. Kichin tộ có nghĩa là cẩn thận. Nó sẽ giống như là từ chan tộ. Ở trong văn nói bình thường thì người ta hay dùng cái cách đọc là chan tộ. Chính vẫn là nó là từ kichin tộ mà ra đấy. Đấy, được dọn dẹp, cẩn thận, được sắp xếp gọn gàng thì chúng ta dùng cái số 4 nhá. Tiếp theo câu số 19 này. Samusa de te no yubi no nani ga naku natte shimatta. Bởi vì lạnh mà cái gì đó của ngón tay bị mất. Kando là cảm động, không phải này. Kan kaku là cảm giác. Có vẻ hợp lý đây. Kangeki là cảm kích, không phải. Kanshin là cảm tâm, có nghĩa là cái sự cảm động hoặc là sự khâm phục, ngưỡng mộ. Đúng nhất ở đây phải là số 2, cảm giác. Dùng cho giác quan, cảm nhận. Chúng ta phải lựa chọn đi bằng. Câu số 20. Mushiba o fusegu tame niwa shokugo ni ha o migaku koto ga motomo da to omou. Để phòng ngừa sâu răng ấy thì cái việc mà đánh răng sau bữa ăn tôi nghĩ nó là cái gì đó nhất, motomo là nhất. Jidoteki là nó là tự động nhất, mang tính tự động nhất, không phải đúng không? Sai này. Kokateki nó mang tính hiệu quả nhất, hợp lý, đúng đây sẽ là số 2. Jinkoteki là Hán tự là nhân công, có nghĩa là nhân tạo, nó mang tính nhân tạo nhất, không phải. Và số 4 là gì đấy? Shokyokuteki là mang tính tiêu cực, không phải, đúng đây phải là số 2, đúng nhỉ? Cái việc đánh răng sau bữa ăn là hiệu quả nhất để phòng ngừa sâu răng. Câu số 21. Hayashi-san to Mori-san wa gì đó kao wa shiteru ga hanashita koto wa nai so da. Hayashi và Mori ấy, đấy, mặt thì biết nhưng mà nghe nói chưa từng nói chuyện với nhau. Các bạn thấy nhá. Có tamani, tamani nó giống từ tokidoki, có nghĩa là đôi khi, thỉnh thoảng. Không phải. Tsuideni nhân tiện. Không ai nói là nhân tiện biết mặt nhau. Và số 3 là gì đấy? Otagai ni là lẫn nhau. Đúng rồi, chúng ta phải lựa chọn phương án số 3 là phương án chính xác. Hai người này biết mặt lẫn nhau, biết mặt nhau. Nhưng mà chưa từng nói chuyện. Câu số 4 là omoni. Omoni, Hán tự nó sẽ là chữ chủ, có nghĩa là chủ yếu, không phải. Câu số 22. Mae no hito no happyo ga owatta no de Tsugi wa watashi ga happyou suru. Nanani da. Cái bài phát biểu của người trước đã kết thúc rồi, nên là tiếp theo sẽ là lượt tôi phát biểu đúng không? Lượt tôi thuyết trình. Vậy từ nào mà nghĩa là lượt? Từ đầu tiên sen.
C này là tuyến, chữ Hán là tuyến nhé, có nghĩa là đường. Đấy. Ví dụ này. Đây, như đây là sensei đang C nó hi cự đang kẻ một đang vạch một cái đường đấy, không phải. Số 2 ưng. Ưng đây là chữ vận, có nghĩa là vận may, vận mệnh. Không phải. Đan là chữ đoạn, có nghĩa là cái bục, cái giá. Đấy, ví dụ như là giá sách ấy, nó có từng cái mà từng cái gì nhỉ? Từng cái ngăn, từng cái tầng một thì có thể dùng chữ đan này. Hoặc là bậc cầu thang cũng được. Số 4 là băng, chữ Hán là chữ phiên, bình thường chúng ta hay dùng cái chữ phiên này mang nghĩa là thứ tự đúng không? Nhưng mà ngoài đấy ra nó còn mang nghĩa là lượt. Đúng ở đây phải là số 4 nhá. Băng. Câu số 23. Kono hikouki ni noseru koto ga dekiru nimotsu wa hitori 20 kg inai ni nanani sarete iru. Cái hành lý ấy mà có thể đưa lên cái máy bay này đấy, thì người ta dùng thẻ bị động này các bạn này, thì được cái gì đó là một người từ 20 kg trở xuống đấy, vậy thì chắc chắn nó phải là số 1 đúng không? Segen Hán tự là chế hạn, có nghĩa là hạn chế, giới hạn, giới hạn ở mức đó chứ không được cao hơn. Đúng nhất ở đây phải là số 1 nhá. Kinshi là cấm chỉ, đã cấm chỉ rồi thì không thể có cái dạng thức là một người 20 kg đúng không? Kên xạ là kiểm tra, cũng không có cái dạng thức này. Cai kết sự là giải quyết, không đúng. Câu số 24 này. Sato ka shio ka wakaranakatta no de shita de nanani mita. Bởi vì tôi không biết là đường hay là muối, cho nên tôi đã gì đó thử bằng lưỡi. Nào, kajite kajiru là cắn, ví dụ cắn quả táo ấy, tôi dùng cái từ này, không phải. Không ai nói là tôi cắn bằng lưỡi đúng không? Số 2 là namete, tôi liếm, tôi nếm đúng không? Chính xác là 2 nhá. Kande là cắn, ví dụ chó cắn chẳng hạn. Majete là khuấy trộn, không phải. Câu số 25, câu cuối cùng của môn đai 3 này. Skoshi netsu ga ate karada mo nanani no de kyou wa shigoto o yasumou to omou. Bởi vì tôi hơi sốt một chút và cơ thể nó làm sao đó, cho nên là hôm nay tôi định là sẽ nghỉ việc. Nào, cơ thể làm sao đây? Một đá đươi là uể oải. Đúng rồi. Chỉ bằng các bạn nha. Cơ thể uể oải, mệt mỏi. Mabushi là chói, dùng cho ánh nắng. Nurui, nurui là nguội. Nigai là đắng, không phải. Tiếp theo chúng ta sang môn đai 4, là môn đai về từ đồng nghĩa. Câu số 26. Minasan, hinan shite kudasai. Cái từ hinan này thực ra thì hơi khó với N3. Nó là kanji, cả chữ tị này kanji N1 và động từ hinan này được học ở N2. Nhưng rất là may các bạn ở trong chương trình N3 các bạn có một bài đọc hiểu. Ở Shinkansen nói về cái này rồi thì chắc các bạn quen thuộc rồi đúng không? Hinan có nghĩa là chữ Hán là chữ tị và chữ nạn. Tị nạn có nghĩa là tránh nạn, lánh nạn. Đấy, chạy đi đúng không nhỉ? Chúng ta sẽ lựa chọn như nào đây? Mọi người hãy tránh đi, hãy lánh nạn đi. Nào, chúng ta có một này, narande. Narande là chữ tịnh, có nghĩa là xếp hàng. Không phải nha. Số 2 là gì đấy? Số 2 là 2T là vào này. Không đúng. Số 3 là nigete. Nigete là chạy trốn, chạy thoát, chạy đi. Chắc là nghĩa nó sẽ phù hợp nhất. Số 4 là gì đấy? Chữ cấp. Isoi de, hãy nhanh lên, hãy vội vàng. Không phải. Đúng đây phải là số 3, là phù hợp nhất với nghĩa. Câu số 27. Nani ka i awa arimasen ka? Chữ a này có nghĩa là cái phương án. Có cái phương án nào hay hay một chút không? Tốt tốt một chút không? Vậy từ nào mà nghĩa là phương án nào? Số 1, dư dự. Dư dự là luật lệ. Không phải. Idea là ý tưởng. Đúng rồi. Ba là menu là thực đơn và service là dịch vụ, không đúng. Câu số 28. Watashi ga nani wo itemo kare wa zutto damatte ita. Người ta không biết Hán tự nhá, bởi vì Hán tự của chữ này cũng là phần các bạn sẽ học ở cao hơn. Chữ Hán là chữ mặc, có nghĩa là im lặng. Tôi dù có nói gì thì anh ta vẫn cứ im lặng. Vậy thì im lặng sẽ đồng nghĩa với một đúng không? Hanasanakatta, anh ta không nói gì. Số 2 là gì đấy? Warawanakata là không cười.
Không phải. Ugokanakata là không cử động và okuranakata là không nổi giận. Không chính xác. Câu số 29. Kono yarikata ga besto da. Cái cách làm này là besto. Besto chúng ta có hán tự. À xin lỗi, không phải hán tự mà là cái cách viết ở trong dạng từ gốc nó là best, có nghĩa là nhất, tốt nhất. Như vậy chúng ta sẽ dùng từ nào đồng nghĩa nhỉ? Một là một tốt mộ yoi, đúng rồi, tốt nhất này. Số 2 là một tốt mộ yoku nai, là không tốt nhất, tệ nhất. Không chính xác. Một tốt mộ muzukashi là khó nhất, và một tốt mộ muzukashi kunai là không khó nhất. Không phải. Câu số 30. Omise no hito ga haitatsu shite kureta. Haitatsu có nghĩa là ship đến, chuyển đến. Người của cửa hàng ấy đã ship đến, đã chuyển đến, đã mang đồ đến. Vậy thì từ nào đồng nghĩa nào? Số 1. Kumitatete là lắp, ráp, ghép lại. Không phải. Số 2 là tetsudate là giúp đỡ. Kashite là cho mượn, cho vay. Và số 4 là todokete là mang tới. Đúng, đây phải là số 4 nhá. Chúng ta sang môn đai số 5, môn đai cuối cùng của phần từ vựng. Câu 31, các bạn thấy người ta cho chữ shinsatsu. Từ shinsatsu này có nghĩa là khám, nó dùng để diễn tả cái sự khám bệnh. Đấy, nó đồng nghĩa với từ miru. Miru này và bối cảnh là bệnh. Đấy, các bạn sẽ xem thế nào là giống là các bạn sẽ chọn nha. Câu số 1 này. Kesatsu wa jiken ga atta basho o chuui bukaku shinsatsu shita. Cảnh sát ấy đã khám kỹ cái nơi mà có cái vụ án xảy ra. Cái này nếu chúng ta dịch tiếng Việt chúng ta thấy nó đúng đúng không? Nhưng mà shinsatsu này là khám bệnh chứ không phải là khám xét. Cái này chúng ta phải dùng từ chosa là cảnh sát đã điều tra. Đấy. Kỹ cái nơi xảy ra vụ việc. Câu số 2 này, chugaku jidai ni hoshi no ugoki o shinsatsu shite kiroku o tsukete ita. Vào thời trung học ấy thì tôi khám cái hoạt động của các ngôi sao và tôi ghi thành bản bản ghi nhớ, ghi chú. Không phải là vậy đúng không? Cái này chúng ta phải dùng từ kansatsu. Tôi quan sát. Đấy, cá nhân mình thì dùng từ kansatsu nhá, còn nếu mà mang tính chất chuyên nghiệp của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, người ta sẽ dùng từ kansoku các bạn ạ. Hán tự là quan và chắc. Đây. Câu số 3. Tannin no sensei wa seto kara sodan o uke teinei ni shinsatsu shita. Là giáo viên phụ trách được học trò đưa ra vấn đề. Đấy. Giáo viên phụ trách trao đổi cùng với lại học trò và đã xin xác sự đã khám một cách cẩn thận. Không phải đúng không? Cái này chúng ta phải dùng đã làm sao đấy? Đã tai ô đấy, hoặc là đã gì nhỉ, hoặc là đã hento, đã trả lời, đã phản hồi nhá. Vậy thì ở đây chỉ còn số 4 là chính xác thôi. Hahawa isha de mainichi takusan no kanja o shinsatsu shiteru. Mẹ tôi là bác sĩ, hàng ngày khám rất là nhiều bệnh nhân. Đúng là 4. Sau khi chúng ta loại trừ và thấy ngữ cảnh gồm có là bác sĩ này và khám bệnh nhân đúng không? Câu số 32. Chữ này đọc là Ikisaki. Từ Ikisaki này có nghĩa là nơi đến, đích đến. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ xem từ nào mà nghĩa là nơi đến, đích đến nhá. Câu số 1 này. Kyoshi ni naru という ikisaki no tame ni mainichi ganbatte iru. Tôi đang cố gắng mỗi ngày vì cái đích đến là trở thành nhà giáo, giáo viên. Cái này dịch tiếng Việt thì cũng thấy có vẻ đúng đúng không? Nhưng mà cái ikisaki này là cái đích đến theo kiểu như là trên một cái hành trình, trên một cái chuyến đi ấy. Cái chứ còn đây là mang tính chất trừu tượng thì chúng ta sẽ không dùng từ ikisaki. Cái này chúng ta dùng từ gì các bạn biết không? Các bạn dùng từ yume là giấc mơ, hoặc các bạn dùng từ mokuhyo mục tiêu, mang tính chất phù hợp với cái nghĩa trừu tượng. Câu số 2. Jikken no ikisaki ga omotte ita koto to chigatte bikkuri shita. Cái đích đến của thí nghiệm thì nó khác so với những gì mà tôi nghĩ, cho nên tôi rất là ngạc nhiên, tôi giật mình. Cái này phải dùng là từ kết quả đúng không? Kịch cả.
Câu số 3 này. 次の旅行の行き先を今夜家族で話し合うつもりだ。Đêm nay thì dự định là cả gia đình sẽ cùng nhau trao đổi, cùng nhau bàn bạc về cái đích đến, cái điểm đến của chuyến du lịch sắp tới. Đúng rồi. Đúng là ba nhá. Hint tổ ở đây là điểm đến của chuyến đi. Câu số 4. この映画は見たことがあるので、内容の行き先は知っている。Cái bộ phim này, bởi vì tôi đã từng xem rồi cho nên là tôi biết cái đích đến của nội dung. Không ai nói vậy đúng không? Nên là tôi biết cái gì đấy? Tôi biết cái kết thúc. Kết Từ này thì hơi khó, này là từ vựng N1 đấy. Hoặc là tôi biết cái gì nhỉ? Tôi biết đai tai no nayo. Tôi biết cái nội dung đại khái. Câu số 33, một động từ phức này. Người ta cho từ取り消す. Từ取り消す, nghĩa gốc của nó, nghĩa của cái từ này nó sẽ trọng tâm vào cái từ kê sự này, có nghĩa là xóa đi, xóa bỏ, thì từ tori kê sự nghĩa là hủy bỏ này, nó sẽ đồng nghĩa với từ cancel đấy. Thông thường nó sẽ dùng với lại từ chỉ gì nhỉ, hợp đồng hoặc là cuộc hẹn vân vân. Các bạn sẽ xem từ nào mang nghĩa phù hợp nhá. Câu 1. Yuka ni ochiteru okina gomi o tori keshite kara soujiki o tsukatta. Sau khi tôi xóa bỏ những cái rác lớn rơi ở trên sàn nhà thì tôi sử dụng máy hút bụi. Không phải, cái này phải là sau khi tôi làm sao? Sau khi tôi nhặt đúng không? Đấy, những cái rác lớn ấy thì mình sẽ không dùng được cái máy hút bụi mà mình phải dùng tay mình nhặt trước để sau đấy mình dùng cái máy hút bụi hút những cái rác nhỏ hoặc là bụi. Hoặc các bạn có thể dùng từ loại tôi loại bỏ bằng từ nozoite nhá. Thori nozoite. Đấy. Thori nozoite. Tiếp theo câu số 2. Saka no ato, shawa o abite sa ase o thori keshita. Sau khi chơi bóng đá thì tôi tắm và tôi xóa bỏ mồ hôi. Không phải. Với trường hợp là tắm để gì nhỉ? Loại bỏ mồ hôi đi ấy, người ta dùng từ nagasu. Nagashita để cho nó trôi đi. Câu số 3 này. Kono pan wa kabi ga haete iru no de mo tori keshita hoga ii. Cái bánh mì này ấy, bởi vì là nó mọc mốc rồi nên là cậu nên làm sao, cậu nên vứt đi đúng không? Suteta. Vậy thì chỉ còn 4 thôi. 4 là gì đấy? Tsugo ga waruku natta no de restoran no yoyaku o tori keshita. Là bởi vì tôi gì nhỉ? Bởi vì tôi trở nên bận. Đấy, bởi vì tôi trở nên là không có thời gian, không thuận tiện về mặt thời gian. Cho nên tôi đã hủy đặt trước cái nhà hàng. Đúng rồi, đi với từ yoyaku này. Tiếp theo câu số 34. Câu 34. Từ này là cộng và thông, đọc là kyotsu. Và từ này mang nghĩa là chung. Đấy, thông thường nó dùng dưới dạng thức là kyotsu. Kyotsu no N. Có nghĩa là N ấy là một cái chung nhá. Các bạn sẽ xem cái nào nó mang nghĩa như được vậy này. Câu 1 nha. Chichi wa yasumi no hi mo itsumo to kyotsu no jikan ni neru koto ga oi. Các đấy thấy có kyotsu no danh từ đây nhưng mà xem nghĩa có phù hợp không nhá. Bố tôi ấy, ngay cả vào ngày nghỉ cũng ngủ vào cái thời gian chung giống như mọi ngày, không phải đúng không? Bố tôi ngủ vào cái gì nhỉ, vào cái khoảng thời gian giống, chỗ này dùng từ onaji đấy, hoặc là dùng từ kimatta chứ không phải là kyotsu. Kyotsu sẽ là so sánh hai cái đối tượng với nhau và nó có điểm chung thì chúng ta sẽ sử dụng. Câu số 2 này. Musume to musuko wa kyotsu no shumi wo motte ite totemo naka ga ii. Con trai và con gái tôi ấy, nó có sở thích chung và nó rất là hòa thuận. Đúng rồi, chúng ta sẽ lựa chọn phương án số 2. Ví dụ cả hai đứa nó cùng có sở thích là câu cá chẳng hạn. Đấy, thì hai đối tượng khác nhau có cùng chung một cái như vậy chúng ta dùng từ kyotsu được. Nên chúng ta sẽ phải lựa chọn số 2 nhé. Câu số 3 này. Watashi to ane wa mawari no hito kara kyotsu no kao da to yoku iwareru. Đây mặc dù là hai đối tượng. Đấy. Và khuôn mặt, thế nhưng mà khuôn mặt không ai nói khuôn mặt chung cả đúng không?
Khuôn mặt giống nhau thì chúng ta phải dùng từ khác. Tôi và chị gái thường được những người xung quanh nói là có khuôn mặt chung, không ai nói vậy đúng không? Người ta sẽ nói là khuôn mặt giống nhau. Chúng ta sẽ phải dùng từ sokuri hoặc là từ niteiru. Câu số 4 này. Ashita mo kyoto kyotsu no kyon de atatakai soda. Là gì nhỉ? Nghe nói là ngày mai ấy, nó gì đấy, nó có nhiệt độ chung với hôm nay và ấm áp, phải là nhiệt độ giống với hôm nay. Này dùng từ onaji. Rồi chúng ta sang câu số 35, câu cuối cùng của cái đề từ vựng này nhá. Tsumeru. Từ tsumeru có nghĩa là nhồi nhét. Đấy, nhồi đồ vật, nhét đồ vật vào một cái không gian nào đó, vào một cái thứ nào đó. Chúng ta cùng xem này. Ryoko ni motte iku mono suitcase ni tsumete okimasu. Đó là tôi nhét những cái thứ mà mang cho chuyến du lịch vào trong cái vali. Hợp lý không? Quá hợp lý đúng nhỉ? Số 1 là chính xác nhá. Đấy. Nhồi nhét đồ đúng nhỉ? Vào đâu đó chúng ta sử dụng cái này. Câu số 2. Aji ga usukatta no de soup ni shio to Gosho tsumemashita. Bởi vì vị nhạt cho nên là tôi đã nhét muối và hạt tiêu vào súp. Không phải, cái này các bạn phải dùng từ iremashita. Là tôi đã bỏ vào, tôi đã cho vào. Hoặc là dùng từ kuwae. Thêm vào kuwaemashita. Mới đúng. Tiếp theo câu số 3. Okekusan no koppu ni mizu o tsumete kudasai. Hãy gì đấy? Hãy nhét nước vào cốc của khách. Không ai nói vậy đúng không? Chúng ta sẽ nói là hãy rót nước. Đúng nhỉ? Rót nước là động từ sosogu. Thể tê sẽ là sosoide nha. Sosoide. Câu số 4 này. Tokidoki mado o akete heya no naka ni shinsen na kuuki o tsumeta. Đôi khi thì tôi mở cửa sổ ra để nhét cái không khí trong lành vào trong phòng, để cho không khí vào trong phòng đúng không? Này dùng từ ireta thì mới đúng. Rồi, đó là cái phần chữa đề này. Các bạn hãy xem lại thật kỹ những cái phần mà CC đã chữa, đã giảng để có thể ôn tập tốt nhất cho kỳ thi sắp tới nhá. Các bạn nếu mà bạn nào mà cảm thấy học một mình khó vào ấy, thì có thể liên hệ với CC để tham gia các lớp học Zoom trực tuyến. Ở đó thì Sensei sẽ cùng các bạn học và giải quyết những cái đề thi này. Các bạn sẽ được tương tác trực tiếp như là một lớp học trực tiếp. Chỉ có điều là chúng ta học ở trên nền tảng Zoom. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những bài học sắp tới.